Thì Nguyễn mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Nga ồ ạt tập kích UAV vào ba tỉnh của Ukraine. Ukraine sẽ nhận được phiên bản tên lửa Atacms đặc biệt của Mỹ. Vùng đất cấm của Putin trên đà bị bóp nghẹt. Ukraine lạc quan về tình hình tại Crimea. Quân đoàn tự do của Nga bất ngờ tái xuất, tấn công vào vùng Belgorod của Nga. Ông Putin ngày càng bị cô lập, rạn nứt lớn với Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Nga ồ ạt tập kích UAV vào 3 tỉnh của Ukraine Quý vị thân mến, Nga không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào ba tỉnh của Ukraine, không lâu sau khi lãnh đạo NATO cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine đang dần dần giành bước tiến. Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine ngày 28 tháng 9 cho hay, các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 34 trong tổng số 44 UAV Shahed của Nga nhằm vào các mục tiêu ở ba tỉnh gồm Mykolaiv, Odessa, Kirovorad. Thống đốc vùng Kirovorad, Ông Andrei Reskovic cho hay, Chúng tôi đã có một đêm cực kỳ khó khăn. Một số UAV Shahed đã bị bắn rơi ở địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số khác đã đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, quan chức này cho biết thêm vụ tấn công không gây thương vong hay tổn thất cho hạ tầng dân sự. Khu vực Mykolaiv cũng không ghi nhận thiệt hại đáng kể nào. Thống đốc Odessa, ông Ole Kiper nói, không ghi nhận thiệt hại hay thương vong nào, chỉ có một số đám cháy nhỏ do mảnh vỡ UAV Shahed rơi xuống. Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ukraine cho hay, cuộc pháo kích của Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện ở miền nam Ukraine cuối ngày 27 tháng 9. Yurenako không nêu cụ thể vị trí của nhà máy này, cũng như mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Thông cáo của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ukraine cho hay, tối qua, một nhà máy nhiệt điện ở miền nam đã bị hư hại do vụ pháo kích ồ ạt của đối phương. Nga có xu hướng tăng tần suất các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV tự sát vào các mục tiêu ở Ukraine, trong đó nhắm đến các cơ sở cảng, kho chứa ngũ cốc ở miền Nam. Giới chức Ukraine cũng cảnh báo Nga dường như sẽ tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này trong giai đoạn mùa đông để gây thách thức cho chiến dịch phản công của Kiev. Đây là chiến thuật mà Moscow đã sử dụng vào mùa đông năm ngoái Tại cuộc họp báo chung hôm qua với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc liên minh này đẩy mạnh viện trợ hệ thống phòng không cho Kiev. Ông Zelensky nhấn mạnh, chúng ta cần sát cánh để vượt qua mùa đông này, để bảo vệ hạ tầng năng lượng và tính mạng của người dân Ukraine. Về phần mình, ông Stoltenberg đánh giá, quân đội Ukraine đang dần dần đạt được bước tiến Ông cho hay, NATO hiện có các hợp đồng khung tổng thể với các công ty vũ khí trị giá 2,4 tỷ euro để mua các loại đạn dược quan trọng. Những hợp đồng đó cho phép các thành viên NATO nạp lại kho vũ khí và tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Ukraine sẽ nhận được phiên bản tên lửa ATACMS m đặc biệt của Mỹ. Sau nhiều nỗ lực vận động, lực lượng vũ trang Ukraine đã được Mỹ đồng ý cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATMs. Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine phiên bản tên lửa MGM-140 ATMs có tầm bắn 140 km. Chúng sẽ được trang bị đầu đạn chùm. Điều này được một số hãng thông tấn quốc tế đưa tin. Đi kèm thông tin trên là một bản đồ mô phỏng, nơi có thể đánh giá khu vực nào sẽ nằm dưới vùng sát thương của MGM-140 ATMs cái loại tên lửa này có trong trang bị của lực lượng vũ trang Ukraine khi so sánh với các loại đạn trang bị cho hệ thống M142 HIMARS, sự khác biệt về phạm vi hoạt động có thể thấy rất rõ bởi tên lửa GMLRS hiện tại chỉ có tầm xa 70 km. Các quan chức quân sự Mỹ tuyên bố rằng vũ khí như vậy có khả năng cắt đứt tuyến đường hậu cần nối Mariupol với Volnovakha, cũng như phần lãnh thổ của Nga liên kết với bán đảo Crimea. Phía Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không và sân bay quân sự của Nga sẽ nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Về vấn đề này, các nhà phân tích người Mỹ cho rằng, Bộ Quốc phòng Nga sẽ buộc phải di chuyển S-300, S-400 và các hệ thống phòng không khác của họ ra ngoài khu vực 140 km dọc theo ranh giới Tuy nhiên, bước đi trên sẽ đơn giản hóa đáng kể công việc của các hệ thống tên lửa phóng từ trên không như Storm Shadow, Scalpy EG cũng như Taurus hiện đang phục vụ cho quân đội Ukraine hoặc dự kiến sắp giao hàng. Trên thực tế, vẫn chưa biết liệu tên lửa HM có sớm được chuyển giao hay không, và nếu câu trả lời là có, thì chúng thuộc về phiên bản nào. Trong số những kịch bản được nhắc tới, không thể loại trừ khả năng người Mỹ sẽ cung cấp phiên bản tầm xa hơn với tầm bắn 300 km. Nếu điều này xảy ra, an ninh của một số trung tâm khu vực của Nga sẽ gặp rủi ro. Vùng đất cấm của biểu tình trên đà bị bóp nghẹt, Ukraine lạc quan về tình hình tại Crimea. Cố vấn Tổng thống Ukraine Ông Mikhailo Podolyak cho biết, các cuộc tấn công liên tục của Kiev vào các mục tiêu quân sự của Moscow ở Crimea đang làm suy yếu tinh thần trên bán đảo. Bình luận của ông Podolyak được đưa ra sau khi Ukraine tiến hành một loạt vụ tấn công, làm dấy lên sự lo ngại đối với giới chức tại Nga. Phía Ukraine cho biết vụ tấn công tên lửa vào hầm đội Biển Đen của Nga hôm 22 tháng 9 đã khiến hàng chục sĩ quan thiệt mạng, trong đó có đô đốc Viktor Sokolov, Mặc dù sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng video có sự xuất hiện của ông Sukolov trên truyền hình nhà nước Nga ngầm bác bỏ điều này. Sau cuộc tấn công mới nhất vào trung tâm hải quân Nga, ông Podolyak nói với đài truyền hình Ukraine rằng những động thái như vậy đang ảnh hưởng đến những người sống ở Crimea, nơi đã bị Nga sắp nhập vào năm 2014. Theo hãng tin Pravda Ukraine, quan chức thân cận của Tổng thống Zelensky cho rằng người Nga sống ở Crimea hiện đang đối mặt thân trực với những tiếng còi báo hiệu các cuộc tấn công sắp xảy ra. Điều này tạo cảm giác rằng không phận tại bán đảo không được Maskava hoàn toàn kiểm soát. Vào ngày 23 tháng 8, tên lửa Ukraine đã tấn công hệ thống tên lửa S400 ở Olenivka, trong khi vào ngày 13 tháng 9, một cuộc tấn công của Ukraine được cho là do tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp đã làm hư hại hai tàu chiến của Nga tại căn cứ hải quân Sevastopol. Cố vấn Podolyak cho rằng các cuộc tấn công ở Crimea nhằm mục đích bóp nghẹt khả năng vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự bằng tàu hỏa của Nga, dẫn đến việc ngắt kết nối tuyến đường sắt từ các thành phố bị Moscow kiểm soát như Melitopol và Berdyansk đến khu vực Rostov của Nga. Crimea ngày nay là chìa khóa để giảm đáng kể năng lực chiến đấu của các lực lượng Nga, ông Borolyak nói, đồng thời cho biết thêm rằng eo biển Kursk cũng sẽ là một trọng tâm khác trong các cuộc tấn công của Ukraine. Tuần trước, Mỹ công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden cũng đã quyết định cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa, viết tắt là ATACMS. ATACMS có tầm bắn lên tới hơn 460 km, nhiều hơn tên lửa của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp và hệ thống tên lửa phóng loạt M270. Giới chức Ukraine và những người ủng hộ tin rằng ATAS mang lại khả năng cần thiết để tấn công các mục tiêu ở Crimea. Theo Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hachet, hệ thống ATAS sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc hỗ trợ những nỗ lực của Ukraine nhằm khiến Crimea trở thành nơi dễ bị tổn thương của Nga. Quân đoàn tự do của Nga bất ngờ tái xuất tấn công vào vùng Belgorod của Nga. Quân đoàn tự do Nga tuyên bố rằng, trên lãnh thổ vùng Belgorod của Liên bang Nga, các tình nguyện viên Nga đã tham gia trận chiến trực tiếp với quân chính quy của Điện Kremlin. Theo các binh sĩ đang chiến đấu bên phía lực lượng vũ trang Ukraine, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành và quân số của binh sĩ Nga đã giảm đi rõ rệt. Các quân nhân thuộc quân đoàn tự do Nga đã viết về điều này trên kênh Telegram của họ họ nhận thấy rằng trong quá trình hoạt động, thiết bị quân sự của đối phương cũng bị phá hủy. Một tin nhắn từ kênh Telegram của quân đoàn cho biết, chúng tôi nhắc nhở những tay sai của Putin về chế độ cô máy. các cuộc tấn công của chúng tôi vào lãnh thổ Liên bang Nga là thực tế mới của các bạn. Điều này sẽ xảy ra bất cứ lúc nào cần thiết cho chúng tôi và bất ngờ cho bạn. Bạn có thể che giấu tổn thất bao nhiêu tùy thích nhưng bản thân bạn biết rất rõ bạn đã viết bao nhiêu đám tang cha mẹ của cấp dưới của mình. Trước đó, Nga đã báo cáo về sự xâm nhập của những kẻ phá hoại Ukraine vào vùng Belgorod trong khu vực định cư Sarosele và Terebreno. Trụ sở chỉ huy tác chiến khu vực thông báo về trận chiến giữa lực lượng biên phòng Liên bang Nga và những kẻ phá hoại Ukraine trên đường phân giới. Không có lôi vào, bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng an ninh khác tiến vào trận chiến trên đường phân giới tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra ở làng Sarosale. Người dân trong làng đã được tái định cư vào tháng 10 năm ngoái. Hiện tại không có ai sống ở đó. Tuyên bố của trụ sở điều hành cho biết. Vào đầu tháng 9, các binh sĩ của quân đoàn tình nguyện Nga đã thực hiện một cuộc đột kích vào vùng Priyans của Nga, nơi họ đã tiêu diệt cùng lúc hai sĩ quan thuộc lực lượng an ninh liên bang Nga. Ít ngày trước, người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính Karol Buranov cho biết trong một cuộc đột kích của quân đoàn tự do Nga ở vùng Kosh của Liên bang Nga, một trận chiến đã diễn ra. Kết quả là một số sĩ quan thuộc lực lượng an ninh Liên bang Nga, lính biên phòng và quân nhân của lực lượng vũ trang Nga đã bị loại bỏ. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự thông báo quân tình nguyện Nga sẽ sớm hoạt động trên quy mô lớn hơn. Ông Putin ngày càng bị cô lập, rạn nứt lớn với bộ tổng tham mưu quân đội Nga. Theo một báo cáo mới, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang đưa ra những quyết định quan trọng về cuộc chiến khốc liệt của Moscow ở Ukraine mà không có sự ảnh hưởng đáng kể từ các quan chức quân sự hàng đầu của Nga. Ngay đứng đầu điện Kremlin, ngày càng đưa ra các quyết định của mình một cách cô lập, kết luận có một phát hiện mới từ tổ chức tư vấn chính sách toàn cầu phi lợi nhuận Rand Corporation có trụ sở tại Hoa Kỳ. Putin đang tự mình đưa ra những quyết định quan trọng mà không có ảnh hưởng đáng kể từ Bộ Tổng tham mưu Nga. Nói thêm, các chuyên gia phương Tây đã nhiều lần cho rằng quân đội Nga ở Ukraine có một số nhược điểm nghiêm trọng, bao gồm nỗi sợ truyền tin xấu hoặc báo cáo tiêu cực về chiến trường lên cấp trên. Báo cáo cho biết thêm, Putin và các cố vấn thân cận nhất của ông dường như ít sử dụng đến chuyên môn kinh tế hoặc quân sự. Các nhà phân tích của Ukraine lập luận rằng Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã thu hẹp kênh thông tin đến đợt với ông để loại bỏ bất kỳ tiếng nói nào có thể đưa ra lời khuyên trái ngược, bao gồm cả các nhà ngoại giao và bộ trưởng. Nỗ lực chiến tranh của Moscow cũng bị cản trở bởi các báo cáo về việc thanh lọc các quan chức cấp cao của Nga và việc thay đổi các chỉ huy phụ trách các hoạt động ở Ukraine. Điện Kremlin đã cách chức người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tướng Sergei Shirovkin, khỏi chức vụ của ông vào cuối tháng 8. Báo cáo cho biết, các cuộc khủng hoảng dường như cũng ảnh hưởng đến cá nhân ông ấy, tạo thêm cảm xúc và sự tức giận cho quá trình ra quyết định vốn đã thiển cận. Newsquid đã liên hệ với Điện Kremlin để yêu cầu bình luận qua email. Các nhà phân tích nói rằng Nga dự kiến sẽ kết thúc cuộc xâm lược Ukraine trong vòng một tuần rưỡi, đạt được những thành tựu to lớn trong những ngày đầu của cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhưng điều này đã không thành hiện thực. Về điều mà các chuyên gia gọi là sự thách thức của Ukraine khiến Điện Kremlin phải bất ngờ. Các nhà phân tích phương Tây từ lâu đã cho rằng Nga đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, bao gồm cả cách triển khai lực lượng xe tăng, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng giàu kinh nghiệm. Hiện đang hướng tới mùa đông thứ hai của cuộc chiến tổng lực, Cuộc xung đột đã trở thành một cuộc xung đột tiêu hao với cả Nga và Ukraine đều phải chịu thương vong nặng nề trong những tháng kể từ khi Kiev phát động cuộc phản công vào đầu tháng 6. Quân đội Ukraine sáng thứ Năm cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga xung quanh một số ngôi làng gần thành phố Bạch Mút bị tàn phá ở Donetsk, bao gồm cả các khu định cư Klesivka và Andrivka mà Ukraine cho biết họ đã chiếm lại trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết nhóm lực lượng phía nam của họ đã mất hai xe tăng, một số xe bọc thép và khoảng 30 máy bay chiến đấu xung quanh Lechevka. Newsweek chưa thể xác minh những số liệu này. Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra dọc theo tiền tuyến phía nam tại vùng Zaporizhia bị sắp nhập. Ở đó, Ukraine đang hy vọng tiến xa hơn xung quanh thị trấn Vrbop sau khi chọc thủng hệ thống phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga xung quanh Chobotine gần đó vào đầu tháng này. Báo cáo của Trend cho biết, mặc dù nhiều quyết định có thể nằm ngoài tầm tay của Bộ Tổng tham mưu Nga, nhưng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã giao dự hơn trong việc lao thang, đặc biệt chống lại NATO so với những gì người ta thường giả định trước chiến tranh. Sự cảnh giác về việc lao thang xung đột đã gây ra khó khăn cho những người phương Tây ủng hộ Ukraine trong các cuộc đàm phán xung quanh viện trợ quân sự mà Kiev yêu cầu. Các nhà phân tích cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Điện Kremlin là người khó đoán tạo ra một mức độ bất ổn khác. Nhưng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã đánh giá thấp sự lo sợ của Nga đối với NATO và kèm theo đó là sự giao dự trong việc đối đầu trực tiếp với NATO. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HGD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.